Kênh Tây Phương kính chào tất cả quý vị khán giả, lại được gặp lại tất cả mọi người ở video mới lần này nữa rồi. Thì với hổm về đi trên cao tốc rồi, hôm nay mình đi xuống đường để đi ra ngoài quốc lộ 80 nha mọi người. Chỗ này là ngay kinh 8, nó cũng có cái đường này, chắc mình nghĩ cái đường dân tự đi xuống vậy thôi chứ nó không có làm dân lộ. Mọi người thấy cái hầm chui qua này thấy có gì hơi kỳ không? Mình không biết cái tương lai thì như thế nào, chứ ít nhất mình làm mình cũng phải tính cho nó thêm bước nữa, tại cũng phải thêm bước nữa. Thí dụ như làm cái đường, cái hầm chu có chút xíu vậy, lỡ sau này cái đường này mà người ta làm lớn hơn nữa rồi không biết đi đâu nữa, không bao giờ mở được cái đường lớn xuống dưới mương. Chừa cái hầm thì thấy cũng hơi bất cập sao mọi người, mọi người có thấy đúng vậy không? Nhỏ quá, rồi sau này người ta đi ô tô mới là thua rồi. Không lẽ tới lúc đó làm cầu vượt qua lại tốn nữa. Như đây là một cái chuyện cũng hơi bất cập của tuyến cao tốc này, bởi hổm cũng có lên TV hết mấy lần rồi. Tại vì có những cái con kênh mà người ta có vận chuyển nông sản, vận chuyển này nọ, người ta có xài đường sông á, thì lại làm có chỗ thì làm cái cống, thì lúc đó dân người ta đi qua đi lại thì người ta phải đâu có di chuyển được bằng ghe tàu, thì nó cũng bất tiện cho người ta. Thì người ta mới nói nếu như cái đầu ở ngoài quốc lộ 80 á, mà ngoài đó cầu á, thì trong này khi mà giao với đường cao tốc á thì cũng phải làm cầu cho người ta. Còn thí dụ ở ngoài kia là cái cống thôi, thì trong này mình làm chấp nhận cái cống như vậy đi. Có một số chỗ thì người ta ở ngoài kia đầu, người ta đầu cầu, người ta có di chuyển bằng đường thủy vô tới đây dính cái cống xong luôn. Rồi không lẽ giờ chạy vô tới đây, không lẽ giờ dỡ đồ rồi phải có cái ghe khác rồi chuyển đồ qua thì cũng bất tiện. Đó, bữa hổm anh TV cũng gầm trời, không biết giờ sao xây được đường cho mọi người, thì cái đó là một cái cũng rất là vui mừng. Nhưng mà mình làm mà mình làm sao để cho người dân người ta vui hết sức, chứ nhiều khi được cái này lại mất cái khác thì cũng tội người ta. Chỗ này đang kinh 8 của Tân Hiệp, thì đa số những cái kinh mà bắc ngang gì nè là đa số người ở ngoài miền Bắc vào nhiều. Ở cái khu Tân Hiệp thì nổi tiếng những cái kênh này thì đa số người Bắc không à. Nhưng mà mọi người thấy đường xá như vậy không phải mới làm đâu nha mọi người. Những cái đường bê tông này người ta đã làm đâu mà cỡ chắc cũng cả chục mười mấy năm, 20 năm gì. Tại vì cái thời ngày xưa mình có đi vào bên trong này chơi lúc thời điểm khoảng 2004 cái đường cũng ngon lạnh gì rồi. Bây giờ thì thấy nó bình thường á, chứ ngày xưa mà có 20 năm trước mà đi các huyện thị khác á, nó đâu được đường bê tông đâu mọi người. Nhất là đi vào mấy cái kênh á, thì cái kênh mấy cái đường nhỏ thì đâu có bê tông đâu. Lúc đó Tân Hiệp là một trong những huyện đầu tiên mà mình thấy đi tới đâu cũng đường bê tông ngon lạnh gì hết. Cái miếng ra mà mình đang chạy là người ta đổ thêm hai bên á, chứ ngày xưa thì cái đường giữa nhỏ gì thôi, sau này người ta đổ thêm. Ở nên mới nói khi mà cái khu ở đây thì đa số người Bắc người ta làm gì á, công cộng làm gì chung á, thì người ta chịu làm, chịu đoàn kết. Với mọi người thấy không, cái nhà thờ lớn ở bên phía bên tay phải kìa, ở kinh 8 này là cái nhà thờ cũng to lắm á. Thì là do đạo Thiên Chúa đây cũng phát triển rất là mạnh. Mình nghĩ là những người dân ở đây ngày xưa người ta di chuyển vào từ năm 54 là nhiều mọi người. Thì vào đây thì đa số họ là đạo Thiên Chúa nên họ làm nhà thờ rất là tốt, rất là đẹp. Cái vụ 54 là theo mình được nhớ thì lúc đó giống như là ở ngoài kia người ta không có thích đạo Thiên Chúa nữa, nên giờ ở trong miền Nam này thì ok đồng ý cho đạo Thiên Chúa, nên đó một cái đợt di dân á, người ta đi qua cũng nhiều, nên ai đạo Thiên Chúa ngoài kia mà thấy sống được người ta vô đây sống, sinh sống trong đây biết là cũng quen. Đó là cái sự tích hồi thời 554, nên Tân Hiệp này thì đa số là người Bắc nhiều nha mọi người. Mình không có phân biệt vùng miền, nhưng mà thì mình thấy người ta cũng có cái tốt cái hay, cái sắp xếp trật tự hay này nọ làm gì chung tổng thể người ta làm tốt lắm, thấy đời sống người ta cũng khá giả nữa. Đây mình vừa ra quốc lộ 80 nè mọi người, ở đây ngay
Kinh Tám nè, chợ Kinh Tám bây giờ xây thục vào một chút xíu rồi. Nhưng mà cũng có mấy người đó buôn bán cũng cầm cũng ngồi hởm với đường gì đó cũng nguy hiểm ghê. Bây giờ thì nó đỡ chút xíu rồi nè, chứ hôm bữa cái chợ nó tới mí ngoài á, cái người ta đậu, người ta dựng xe, người ta buôn bán thì thấy mệt mỏi. Cái đó rất là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nhiều khi họ cứ bất chấp vậy. Nhiều khi cứ nói bên trong bán không được, làm sao thôi ghé ra ngoài lại có chuyện gì còn nguy hiểm cực kỳ hơn nữa. Nhưng mà cái đó người ta nói cuộc sống mưu sinh mà cũng giải quyết làm sao mà mình không phải mình trách người ta tại sao ngậu gì cho nguy hiểm người khác, nguy hiểm cho bản thân họ, mà mình phải tạo cái hành lang, phải tạo làm sao để họ không có ra ngoài đó. Tức là không thể nào mà cấm người ta buôn bán được, nhưng mà mình tạo cái chỗ bên trong thì người ta ngồi, ai cũng phải bắt buộc ngồi trong đó thì cái chuyện buôn bán nó bình thường. Còn ví dụ cứ thoải mái cho họ muốn ngồi đâu ngồi, thì đương nhiên họ phải ra ngoài họ ngồi, nếu họ bán buôn bán được. Chứ ngồi bên trong bán không được, ngồi bên ngoài bán được thì người ta phải lựa chọn ra bên ngoài rồi. Bây giờ không cho ra ngoài, nhưng mà ở bên trong vẫn có chỗ ngồi đi thì người ta sẽ ngồi đàng hoàng hết. Đó thì đó dù về cái cơ chế về quản lý thôi. Chứ nói chung là địa phương mình sâu sát thì mình cũng giải quyết được hết, chứ không đến nỗi gì. Này mình đang trên quốc lộ 80 đang chạy về hướng Gạch Giá. Gạch Giá, Gạch Sỏi mọi người. Thì quốc lộ 80 thì đường mọi người thấy đó, mấy khúc này thì cũng còn đỡ đỡ đó. Có nhiều khúc cũng thê thảm, chấp giá nhiều lắm. Chấp giá mà chấp giá cái kiểu thủ công á, nên nó không có chuẩn, không có quy chuẩn, không có đồng đều được á. Chỗ thấp, chỗ cao, nhú lên rồi đắp cái màu cũng khác, nên nhiều khi nhìn không khác gì cái áo của mấy ông ăn mày mà kiểu giá mà giá không biết cái chỗ nào mà có thể giá được nữa đó. Nhìn thấy nó ngon gỗ, thấy nó ghê gì đó mọi người. Thì nhưng mà dạo này người ta đã làm cái tuyến cao tốc ở bên trong rồi thì ngon lành rồi. Sau này xe lớn mà người ta đi trong đó hết thì ngoài đây còn ở xe máy với số xe mà người ta vận chuyển cần cho sinh hoạt đời sống người ta bình thường thì nó sẽ vắng rồi sẽ đi sẽ khỏe hơn. Chứ giờ tất cả mọi xe mà dồn vô cái đường bên lớn gì thì thiệt là khổ. Đợi ngang 10 mét mọi người có hai làn xe gì sao chạy. Như vậy mà mình cũng đã chạy mấy chục năm trời. Ngày xưa cái đường này còn có cái tiếng, có cái chỗ trạm thu phí lộ tẻ nữa chứ. Mới ghê chứ. Lúc đó cái đường cũng thấy gớm gì đó, cũng bày đặt trạm thu phí nữa. Sau đó dẹp mất tiêu rồi. Mà sau này làm cao tốc thì chắc tương lai rồi cũng sẽ có cái trạm. Nhưng mà hiện bây giờ tại nó dính vô như là nguồn vốn ODA của Hàn Quốc á, tài trợ đâu 200 triệu đô gì đó để làm bên đó, nên chắc sẽ không có trạm thu phí trong thời gian đầu. Nhưng mà thí dụ sau này người ta tu bổ, người ta sửa chữa thêm, người ta nâng ngưỡng lên cao tốc thì mình nghĩ lúc đó có thể sẽ có thu phí, thì có là sau này thôi. Còn cái con đường này thì đó mọi người thấy không, sinh hoạt người ta tràn ra lại được hết trơn. Khúc này còn đỡ đến chút xíu rồi xuống khúc dưới kìa, mọi người sẽ thấy còn kinh khủng hơn nữa. Là muốn tràn đồ ra tới ngoài đường vậy đó, phức tầm nhìn á. Thì lúc đó lỡ thôi nha, lỡ mà bên trong đường mà người ta đi ra mà quên nhìn hay là quá chớn gì đó, nó ra cái nào xe nó tới dập cái là nguy hiểm liền. Hoặc là em bé nhiều khi nó đâu phải nó ra đường từ từ như người lớn đâu, chạy ra cái ai đâu mà đỡ kịp. Cái kiểu mà nhà sang sát gì nè, nó phức tầm nhìn đó mọi người. Đó đi ra cái ai đâu mà đỡ nổi. Nên cực kỳ mấy cái vụ này nó rất là bất cập, nhưng mà không biết làm sao mà giải quyết được. Phải chi mà mình quy hoạch mà cái kiểu xây nhà ngay từ đầu á, bây giờ mình cho hành lang gộp giới bao nhiêu vậy đó là chắc không bao giờ cho xây ra. Thì nó lúc đó nó rộng thì nó dễ, thì để khi mà muốn mở rộng đường cũng dễ, mà người ta di chuyển cũng bớt nguy hiểm. Còn giờ ở kế bên đúng để đồ đụng ngoài đường mới chịu luôn. Đó là giống như một cái nét văn hóa dưới hình thành ngay từ thói quen hồi đó tới giờ, nên phải chịu thôi. Chứ quốc lộ mà để cho như vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Đâu phải xe nhỏ không đâu mọi người, biết bao nhiêu xe lớn, xe container, xe gì cũng đi cái đường này có bao nhiêu đây đó. Cũng hy vọng gần thời gian sau này á, thì khi mà người ta quản lý tốt hơn, người ta có cái cơ chế hành lang để cho nó
nó rộng rãi hơn thì nó an toàn hơn thì cũng tốt. Với sau này cao tốc mà đưa vào sử dụng thì nó cũng bớt xe. Nhưng mà hy vọng bớt xe mà mình giữ được tốt nữa thì nó mới tốt. Chứ nhiều khi thấy bớt xe lớn, cái nhiều người ta còn càng ra ngoài đường nhiều hơn nữa thì bó tay. Thì video lần này thì mình chỉ là muốn giới thiệu với mọi người một cái con đường mà từ cái chỗ gốc cao tốc đi ra ngoài quốc lộ 80 thì đi như thế nào, dưới giữa cái mấy cây cầu mà vừa qua cái kênh đó thì làm như thế nào. Mọi người thấy nhiều khi làm cái hầm thì cũng đúng đó, cái hầm một cái đốt hầm gì đó, thật sự nó cũng hơi bất cập cho người ta. Nhưng mà đường thì cũng đã làm xong rồi, cũng đã làm xong ngay từ đầu thiết kế. Ai thiết kế duyệt vô đó thì người ta cũng đã duyệt rồi, thì giờ nói để nói vậy thôi chứ cũng đâu thay đổi được gì đó. Với mình quay nguyên cái con đường nó ra ở các kinh nó như thế nào, nhiều bà con cũng muốn biết ở trong kinh, ở trong quê giờ nó làm sao, thì mình chạy mình quay cho mọi người cùng xem luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của kênh Tây Phương nha. Thì hẹn gặp lại các anh chị video lần sau nữa. Bây giờ thì mình sẽ để cho mọi người xem trên cái tuyến đường quốc lộ 80 bây giờ nó như thế nào nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Tạm biệt tất cả mọi người. We fell off of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see.
vision has given the best that he has. My reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? I used to be